Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là trưởng văn phòng đại diện Trung Bộ của báo Đại Đoàn Kết và được ban biên tập báo Đại Đoàn Kết giao nhiệm vụ liên hệ với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xin cấp hoặc cho thuê địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện trong 2003-2004. Trương Duy Nhất đã ký 3 văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xin mua nhà, đất theo diện công sản, không áp dụng hệ số sinh lời với lý do để làm văn phòng đại diện cho báo. Sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra quyết định đồng ý bán nhà đất số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu với giá ưu đãi hơn 674 triệu đồng cho báo Đại Đoàn Kết, Trương Duy Nhất đã ký hợp đồng nguyên tắc với công ty xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ để cho công ty xây dựng 79 thay thế nộp tiền. Sau đó, Trương Duy Nhất ký quyết định bán và chuyển quyền sử dụng nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản cho công ty xây dựng 79. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định hành vi xin mua, sau đó ký bán chuyển nhượng nhà đất công sản số 82 Trần Quốc Toản của Trương Duy Nhất đã giúp cho công ty xây dựng 79 mua được nhà đất công sản không đúng đối tượng. Vì vậy, Trương Duy Nhất đã có hành vi làm trái công vụ gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng, nên đã tuyên phạt Trương Duy Nhất 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.